Sáng ngày 17 tháng 7 năm Quý Mão, đạo tràng chùa Long Sơn, xã Tân Phú, huyện Thanh Bình tổ chức lễ huy Kỵ hòa thượng Thượng trí Hạ Đồng khai lập chùa Long Sơn và đại lễ Vu Lan báo hiếu Phật lịch 2567. Quang Năm Chứng Minh có hòa thượng Thích Phước Thông, thành viên hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chứng minh ban trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Tháp. Thượng tọa Thích Tỉnh Triệt, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó Ban Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, cùng Chư Tôn Đức Ban trị sự Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, thành phố Hồ Chí Minh, Trà Vinh, Vĩnh Long, An Giang. Phật giáo huyện Thanh Bình, trụ trì các tự viện quý ban ngành đoàn thể tỉnh Đồng Tháp, huyện Thanh Bình và Phật tử xa gần cùng về tham dự. Cung đối trước chư Tôn Đức, Đại Đức Thích Minh Phước trụ trì chùa Long Sơn, đại diện cho môn đồ hiếu quyến và Phật tử dâng lên lời tác bạch cúng dường, cũng như dâng lên lời hoài niệm vô lan nhân mùa báo hiếu Phật lịch 2567. Cố Hòa Thượng Thích Trí Động là người từ miền Trung vào Nam. Năm 1840, Hòa Thượng khởi lập chùa Long Sơn. Ngoài việc đem ánh sáng Phật Pháp đến với bá gia bá tánh, Hòa Thượng còn biết xem mạch hút thuốc để trị bệnh cho người dân trong vùng. Tương truyền ngài còn có khả năng thuần phục được các loài thú dữ, đem đến sự bình an cho xóm làng nên được sự yêu quý rất lớn của bà con. Mọi người gọi hòa thượng là sư ông cổn. Hòa thượng viên tịch vào năm 1884. Tại buổi lễ, Hòa Thượng Thích Phước Thông đã ban đạo từ cho buổi lễ. Thầy Khâm khen sự trí ân của hàng đệ tử hậu học đã không quên công lao của bậc tiền bối, đã chung tay tạo dựng lên ngôi Phạm Vũ Long Sơn để làm nơi tu tập cho chư tăng và Phật tử trong vùng. Cùng ngày, Chùa Long Sơn cũng tổ chức lễ phu lan báo hiếu và cúng dường trai tăng với các nghi thức truyền thống.